ô tô điện không thể lỗi nữ. Nhưng ở đây ghi nhận cho thấy có một pha lỗi nữ vô cùng nhiệt tình tới từ các kỳ ngư VS Avatar. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Let's go. Sâu 500mm, chắc phải gấp đôi so với vịnh Triệu Phúc, huyện đảo Cầu Giấy hay đầm Tràng Tiền ở thủ đô và đợt mưa cao điểm thời gian qua. Dĩ nhiên, thử nghiệm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Đừng tự thử và hãy nhớ luôn cho xe đi kiểm tra mỗi lần di chuyển qua nước ngập sâu nhé. Như các bạn có thể thấy, một phòng bơi lội không thể làm khó được các kỳ ngư VS E34. Nhớ Vin có chuẩn kháng nước và được bao bọc kỹ lưỡng như cách mà nhiều phụ huynh bắt con gái về nhà trước 9 giờ tới vậy. VS E34, xe hơi không sợ mưa rơi. Run.